Hello everyone, video này thì mình sẽ chơi rất là nhiều thể loại game hay luôn. Và chúng ta cùng đến với game đầu tiên nào. Picky. Vâng, và cái tựa game này thì các bạn biết rồi đấy. Nó là một... Chúng ta đã bị nhốt ở trong một căn nhà cùng một con lợn rất là đáng sợ đó. Đây, 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 đây. Đây là tổ tiên ông bà nhà nó. Tức gì đâu không đó mà. Thế luôn đâu không có rồi. Xấu sợ luôn, mình còn chưa thấy bọn nào xấu như bọn này luôn. Chết đến nơi rồi, sợ thật sự. Ơ, sao tiếng con này ủi rồi, ôi chết rồi, bảo sao tiếng bé thế. Sorry toàn thể anh em. Game này nó chỉ cho xoay 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 ở giữa màn hình thôi, tức thật sự. Thằng nào làm ra game này lại đuổi mình đi bạn, đuổi nhanh lên bạn ơi, nhanh nhanh cái chân lên, thằng nào chạy chứ. Ok, mình sẽ sang game tiếp theo. Grandpa and Granny in Halloween. Thôi, mình sẽ chọn ông này. Bà xa đi. Chứ ông già. Cảm giác cái mũ nó to, che hết cả màn hình. Ring, 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 ring.
quá. Xương cốt đã yếu rồi còn thích đi đánh nhau. Mình rõ ràng mình đập rồi. What the hell? Mình chưa tìm thấy thằng nào nó cầm dìu các bạn ạ. Mà cái này thì phải cần phải dìu mới đập được ra. Không có gì luôn. Ready? Mày cho tao cái dìu để đúng không? Quay gì luôn. Thế với các bạn chứ. Nhục nhã gì đâu không ạ. Ok, chúng ta sang game tiếp theo là Meet the Meat. Ok, mình có 3 đêm để giải cứu của bạn gái của mình. Wow.
Come on. Come on. Hey! Tiếp theo là game kiểm lỗi rồi các bạn ạ, buồn thế không phải học được. Lại được thêm game này nữa nè, play how yes. Sẽ đi vòng quanh thành phố, đây là thành phố sương mù. Đâm tôi nha, không phải tại tôi đâm ông đâu. Sao mình không tìm được thêm quả trứng nào vậy? Tìm được một quả. Ai chơi?
Tại sáng kiến tiếp theo là Grandin mốt. Letter. Chạy. Ôi. Chạy không kịp rồi. Buồn quá. Ôi. Sao hết các bạn ơi. Mình đang tìm mà. Trời đất ơi. Bạn ta thính thế. Ok, và chúng ta sang game tiếp theo là Truck Rider. Tìm một cái gì đấy.
Mình phải kiếm quả súng băng mới được. Chứ không quả súng băng không 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 chơi được. Chạy kiểu bố đời thế. Thật sự ok. Đi 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 thôi. Xe đạp xịn nhất thế giới các bạn ạ. Có đâu người ta toàn đi bộ mà. Wow. Phá hủy phải gọi là thôi rồi luôn. Ok, và chúng ta sang game tiếp theo nào. Ok, mình là bảo vệ khu này nha các bạn. Mình trông chung con này. Thank you.
Ba con này chắc chắn chúng ta sẽ ra rồi ạ. Chúng ta sang đến tiếp theo đi. Game này là một tựa game bắt ma các bạn ạ. Nhưng mà cảm giác được chơi thấy nó hơi bị giật giật. Đúng không? Các bạn thấy nó giật không ạ? Xem có được con ma nào không ta. Không có con ma nào. Ok, chúng ta sang game tiếp theo nào. Có hai con quái vật đang nở vượt ở bên đây. Để thực thi công lý. So, ok, vâng, phần video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.